Thời gian qua, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp theo quy định, từ việc xây dựng đề án, kế hoạch triển khai, tổ chức các hội nghị phản biện, lấy ý kiến chuyên gia, người dân. Từ kinh nghiệm trong quá trình sáp nhập 3 quận và hình thành đơn vị hành chính mới, thành phố Thủ Đức có nhiều thuận lợi, chủ động hơn khi thực hiện sắp xếp lại các khu phố. Là một trong những phường đông dân nhất thành phố Hồ Chí Minh, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức có dân số khoảng 104.000 người. Để đáp ứng yêu cầu công việc khi tách 9 khu phố hiện hữu thành 44 khu phố mới, việc chọn lựa, bố trí nhân sự tâm huyết, đủ trình độ, năng lực, có uy tín, sức khỏe khi tham gia nhiệm vụ ở khu phố là ưu tiên hàng đầu. Lúc đầu thì chúng tôi cũng xác định là các đồng chí tham gia ở khu phố cũng như là ở chi bộ, cấp ủy và tổ chức đảng đề nghị các đồng chí là tiếp tục tham gia cái nhiệm kỳ này để cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của trên. Nhưng sau khi chúng tôi động viên thì các đồng chí đó thì cũng đã tích cực và đồng thời nhận. Thì những cái giấy tờ về nhà đất, về hộ khẩu trước đây thì không có người dân không phải làm mới thay thế. Công an phường cũng đang thực hiện cái việc phân chia lại các ô địa bàn và phân công các đồng chí cảnh sát khu vực tương ứng với 4 khu phố mà phường dự kiến sắp xếp. Việc sắp xếp lại khu phố ấp giúp thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn bộ máy nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề. Trong đó, bố trí chỗ hoạt động cho các khu phố mới, ấp mới là vấn đề mà chính quyền cơ sở nhiều nơi cần giải quyết. Tại phường Hiệp Phú, giải pháp trước mắt là sử dụng luân phiên trụ sở. Tính toán về mặt là thời gian làm việc và ngày làm việc để cho nó phù hợp khi mà sử dụng chung một cái trụ sở như thế. Các cái liên quan đến địa chỉ như hộ khẩu người dân cũng đã có một cái quá trình cũng như là đã thực hiện cái việc mà chuyển đổi. Thì cái việc mà chia tách khu phố như vậy thì thay đổi về địa chỉ cũng không ảnh hưởng nhiều đối với người dân. Hiện thành phố Thủ Đức có 34 phường với 199 khu phố. Sau khi sắp xếp, con số này là 655 khu phố, trong đó có 13 khu phố giữ nguyên và 642 khu phố sắp xếp mới. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đa phần các địa phương đều đã đạt được tỷ lệ nhất trí cao, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ ít nhiều gây ra sự xáo trộn lúc ban đầu, tác động đến các cấp ngành, các cơ quan, đơn vị và hoạt động của khu phố. Nhiều kiến nghị sâu sát từ cơ sở đã được ghi nhận. Chúng ta phải sớm xác định cái mức phụ cấp, chế độ chính sách cho các nhân sự tại các khu phố sau khi sắp xếp. Cái thứ hai nữa là phải có cái việc sửa chữa, chỉnh trang lại các trụ sở khu phố và nhất là bố trí thêm mỗi khu phố một cái máy tính để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyển đổi số. Ngày trước thì có tổ trưởng, tổ phó dân phố, nhưng bây giờ không có. Cũng kiến nghị là đề nghị cấp trên thì cũng phổ biến những kinh nghiệm của những nơi mà hiện nay đã đi trước, gọi là điểm đó. Đối với việc mà nhân sự hoạt động tại khu phố thì chúng ta có thể là sắp xếp hoặc hoán đổi, đảm bảo làm sao là không vượt quá 5 chức danh theo tiêu chuẩn quy định. Trong chỉ đạo mới đây của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về thực hiện truyền thông công tác sắp xếp khu phố ấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương, yêu cầu các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác sắp xếp khu phố ấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp tuyên truyền, truyền thông về công tác sắp xếp khu phố ấp đến người dân trên địa bàn.